Chị thức khuya vậy? Ủa, đâu? À, tôi ngủ không được cho nên là xuống hầm thịt bò luôn. Hầm thịt bò giờ này hả? Xong để sáng mai làm. Chị mà cứ thức khuya là dễ bị bệnh lắm đó nha. Thì cậu cũng thức khuya mà. Em thức khuya để chơi game, chứ ngủ chi sớm. Ủa mà cậu uống nước hả? Ừ. Có trà sen đó, cậu uống không? Ủa mà chị đang học hả? À, đâu có đâu. Tôi chỉ đọc cho đỡ buồn thôi à. Không sao đâu, học tốt mà. Vậy nếu tôi đi học để lấy bằng tốt nghiệp, cậu thấy sao? Quá tốt luôn á. Hả? Em là nếu mà chị đi học á, chắc là chị học giỏi lắm á. Sao vậy? Tại vì nhìn mặt chị là biết chị thông minh rồi. Cậu đừng có chọc tôi nha. Không chọc đâu, tôi nói thiệt á. Nghĩ đi nghĩ lại á, hoàn cảnh của tôi bây giờ đi học á thì cũng hơi kỳ. Mà không học á thì sau này thế nào cũng hối hận à. Nên tôi không biết phải làm sao nữa. Thì học thì mình học thôi. Chị suy nghĩ chi nhiều. Với lại có gì khó khăn á thì nói với em. Em giúp được em giúp liền. Cảm ơn cậu nha. À mà nè, cậu đừng có nói chuyện này á cho mọi người biết nha. Yên tâm, bí mật, không nói cho ai biết hết. Cảm ơn cậu. Ơi! À, rồi, xong rồi. Chị vô đi. Tôi xin lỗi cậu nhiều nha. Tại cái cửa phòng của cậu không có chỗ gõ cửa. À, không sao đâu. Mà chị kiếm em có gì không? À, tôi tự học tiếng Anh nè. Mà nó khó quá à. Tôi hỏi cậu một câu được không? Tiếng Anh hả? Nè đó, những câu như vậy là người ta gọi là câu mệnh đề. Chị nhớ nha, là sẽ dùng that chứ không phải dùng what. Vậy thôi đó. À, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều nha. Có gì đâu, cảm ơn. Đây đây, đèn kéo qua. À, mai mốt á, cái gì mà không biết cứ lên đây hỏi em nha, đừng có ngại. Ờ, tôi chỉ sợ là cậu bận rộn rồi không có thời gian chỉ thôi à. Có khi đâu bận. Ây da, cái gì em biết được là em chỉ chị hết á, đừng lo. Ừ, mà mai mốt á, cậu có thời gian rảnh, cậu dạy kèm tiếng Anh cho tôi nha. Hả? Dạy kèm hả? Mấy môn khác á, thì tôi có thể tự học thuộc lòng được. Còn môn tiếng Anh thì hơi khó, cho nên là tôi mới nhờ cậu. Ờ thì cũng được thôi. Tại em sợ là mấy cái... Thôi. Vậy không cần đâu, tôi biết cậu cũng không có thời gian mà. Không phải nè nè, không phải em vậy đâu. Thì chị không biết thì chị cứ hỏi em. Em biết gì em chỉ. Còn mà lỡ gặp mấy con khó quá thì đi hỏi cô giáo. Vậy thì tốt quá à. Cảm ơn cậu nhiều nha. Có gì đâu. Sau này mọi chuyện mong cậu chỉ giáo cho. Trịnh trọng chỉ giáo cho luôn kìa. That là một đại từ quan hệ. Nó có thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc là bổ ngữ trong câu. Rồi, rồi sao nữa? Nguyên ơi, nãy giờ là cô giảng gì là em viết theo vậy á hả? Ờ thì đúng rồi. Đúng rồi mà. Cái gì vậy? Cô làm gì vậy? Cuối cùng em cũng chịu nghe cô dạy học em rồi á hả Nguyên? Ừ, buông tay ra đi. Sao vậy? Cô bị gì vậy? Học thôi mà. À, mà lúc trước tôi nhớ là để dễ ghi nhớ, cô có chỉ tôi một bài hát gì đó đó. Có nhiều bài hát lắm. Em muốn cô hát mấy bài cũng được hết á. Thôi đi. Bài gì á? Chậm thôi. Có thể nào những cái buổi học sau á em cứ tiếp tục như vậy, giữ mãi tinh thần như vậy được không Nguyên? Được rồi, tôi sẽ cố. Nhưng mà cô không được đụng chạm vô người của tôi nữa. À! He is a, she is a love you. Chị ơi,
in sẽ đứng trước các từ bắt đầu bằng những nguyên âm U, E, O, A, I. Đó. Nhưng mà chúng ta sẽ dựa theo cách đọc chứ không phải dựa theo cách viết. Hoặc là một cái cách dễ nhớ hơn là chỉ có thể ghép hai cái từ này U, E, O, I, E. Nó giống gì? Nó giống từ uể oải. Đó, mình có thể gọi là uể oải. Hoặc là mình ghép những từ đó thành cha mẹ cô dì chú. Đó. Wow, không ngờ có cách học hay vậy luôn á. Chỉ cần nhớ các từ đầu và nhớ hết các từ còn lại. Chính xác. Một cách này cậu nghĩ ra hả? Thì học cái tự nhiên nghĩ ra vậy đó. Công nhận cậu thông minh thiệt á. Có gì đâu. Thôi bây giờ mình qua tới cái bài thứ hai nè. Bài thứ hai là bài cách sử dụng động từ to be, am, er. Với mỗi cái chủ từ thì mình sẽ dùng những động từ to be riêng. Đó, ví dụ như chủ từ là he, she, it gì đó, mình sẽ dùng am, er riêng gì đó. Vậy chắc khó nhớ lắm ha. Có cách nào dễ nhớ hơn không? Cách dễ nhớ hả? Có một cách. Nó có một cái bài hát. Cái bài hát là vậy nè. When I trust me, I can trust you. To find out the dream is true. I love to be loved by you. Đó, chị làm thử đi. Thôi. Thử đi, đừng ngại. Mình đang học mà ngại gì trời. Đó, thử đi, đưa tay lên vậy nè. Đó, rồi hát. When I trust me, trust me, I can. Thôi, tôi không làm đâu. Lần sau làm nha. Rồi, thì lần sau làm cũng được. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha. Nhờ cậu mà tôi học được nhiều lắm á. Có gì đâu, cảm ơn. Nhưng mà chị phải học thuộc nha. Em có thể trả bài bất cứ lúc nào đó. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn thầy nhiều nha. Gọi thầy nghe không có quen gì hết. Thì thầy thiệt chứ bộ. Thôi em xin phép thầy. Thôi đừng gọi thầy nữa. Nghe kỳ cũng chết. Bạn Minh ơi, bạn Minh ơi. Hả? Đi chơi không? Hôm nay tôi kẹt rồi. Bạn đi nha. Chuyện lạ chứ. Vậy thôi tôi đi trước nha. Bye bye. Chị ơi, hôm nay em đi học về trễ nên giờ học giờ lại 30 phút nha. Mẹ. Cái gì? Con tìm được cái bảng điểm ngoại ngữ của anh hai nè. Cái gì? Anh hai có bảng điểm ngoại ngữ rồi hả? Dạ đúng rồi. Vậy tại sao nó không đưa cho mẹ? Trời. Có 3 điểm gửi mà sao dám đưa cho mẹ? Đưa cho mẹ bị ăn đòn thì sao? Nói cái gì? 3 điểm rưỡi hai đưa đây. Nhẹ. Cái thằng Nguyên này. Ủa, sao vậy cô? Nè, con coi đi. Không biết là nó giống ai trong cái căn nhà này mà nó học dở như vậy không biết nữa hả? Môn khác thì cô không nói, cô đã mướn giáo viên dạy kèm cho nó môn tiếng Anh rồi mà nó thi được có 3 điểm rưỡi lần sao? Cả nhà cô mới học về. À, anh 3 điểm rưỡi về rồi. Nói gì không hiểu gì luôn á. Nè. Dạ. Đi qua đây. Dạ. Tại sao vậy hả? Tại sao không chịu học hành, thi được có 3 điểm rưỡi vậy hả? Mẹ nói gì á, con có biết gì đâu. Cái thằng này còn chối nữa. Kìa, đó. Cái bảng điểm nhìn kia kìa kìa. Gì vậy? Gì vậy? Sao mẹ tự ý coi bảng điểm của con? Con còn ăn nói với mẹ như vậy đó hả? Dù sao con cũng lớn rồi mà. Sao mẹ tự ý coi bảng điểm của con như vậy? Mẹ kỳ quá à. Quang! Còn với cái mà. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha. Nhờ cậu mà tôi học được nhiều lắm á. Có gì đâu, cảm ơn. Nhưng mà chị phải học thuộc nha. Em có thể trả bài bất cứ lúc nào đó. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn thầy nhiều nha. Con rửa chén xong rồi, cô có muốn con làm gì nữa không cô? Không cần đâu, con cũng mệt rồi. Con dọn dẹp xong rồi đi ngủ đi. Dạ. À mà nè, khóa cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ nha. Mà cô ơi, Nguyên vẫn chưa về nữa cô. Con cứ mặc kệ nó, cứ khóa cửa cho cô. Nó tự đói bụng là nó tự mò về à. Nguyên ơi, cậu đã ăn cơm chưa? Đừng như vậy nữa mà, về nhà đi.
Nguyên hả? Ủa, con chào chú. Bộ Nguyên nó chưa về hả con? Dạ. Cái thằng này chắc là ra tiệm internet chơi nữa rồi. Thôi con lên ngủ đi, khỏi chờ nó. Cậu tính đi đâu vậy? Cậu về đi nhà mà kệ nha. Em đi. Thôi mà. Cậu về nhà nha. Chắc chị thất vọng với em lắm đúng không? Hả? Một cái thằng làm bài được có 3 điểm rưỡi mà mày đặt đi làm thầy người ta. Không, không đâu. Sự thật nó là như vậy mà. Cái này là không phải là em lấp liếm đâu. Tuy là em học tiếng Anh tệ, nhưng mà không đến nỗi là quá tệ. Chẳng qua là do cái đề bài hôm đó nó quá khó luôn á, cho nên là em mới như vậy á. Ý cậu là không dạy tiếng Anh cho tôi nữa hả? Hả? Thì nhờ cậu dạy mà tôi tiến bộ nhiều đó. Giờ cậu không định dạy tôi nữa hả? Em thì có gì mà để dạy cho chị? Sao nói vậy? Có chứ, nhiều nữa là đằng khác. Nè, when you touch me, I can touch you. To find you, the trip is too. I love to be loved by you. Cười đây nha. Đó, thấy chưa? Nhờ cậu dạy mà tôi mới học thuộc bài đó đó. Bây giờ không định dạy tôi nữa phải không? Thôi, chạy đi mà. Nha. Nha. Tuy là em không học giỏi. Ê, đồng ý rồi đúng không? Nhưng mà nếu chị muốn thì được. À, cảm ơn thầy nha. Không được kêu mà thầy nữa nha. Đâu sao đâu. Thì nhất tự vi sư, bán tự vi sư mà. Sư sư không chịu đâu. Đừng gọi thầy nữa, kỳ lắm. À, xin lỗi thầy. Đó. Kìa mà gọi nữa em đi á. Thôi mà thôi mình về chung nha thầy. Có hoài luôn, nói lại đàng hoàng đi. À vậy thôi, mình về nha cậu Nguyên. Đi. À mà qua giờ đi bụi, người hôi quá. Không sao đâu, về tôi giặt cho. Đi. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.